chúa tể trêu đùa học sinh thầy VNA. Hiểu rồi, comment số 1 nào. Bấm mấy tiếng két rẹt à, ok rồi. Quen câu đấy chưa? Thầy đã nói rồi, lý do chúng ta không biết làm câu này là do chúng ta không làm được nó thôi. Đấy chưa? Cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Là do chúng ta chưa gặp nó, là do chúng ta gặp nó rồi chúng ta lại quên, đúng không ạ? Và cái lý do chủ yếu không phải là do dốt, không phải là do lười, đúng không ạ? Là do chúng ta không làm được thôi, không có gì đâu, đúng không ạ? Rất đơn giản. Mình không biết làm là do mình không làm được. Đấy, không có gì thắc mắc cả các bạn ạ. Không có gì thắc mắc cả. Quá ảo.